What's on my back? That's not your concern. Tại mình có chơi lại Võ Lâm công trình chiến thời 10, nó làm lại thời 10 năm trước mình thấy mà. That's how I travel. Ở đấy mình chơi cái trò mất dạy lắm, nói chung là mình suy nghĩ những cái chiến thuật gọi là rất mất dạy. Bạn tin hồi xưa mình lên đấu năm độc, mình cầm năm độc mình vô top 3 lên đấu, trong khi con năm độc mình rất là cùi ghẻ. Mình theo đao, nhưng mà mình cầm đao độc sát, mình cầm đao băng sát, mình nâng tất cả skill là hỗ trợ độc nội công, nhưng mà mình lại cầm đao, mình lại theo đường đao. Để mình phát hiện ra một cái rất là mất dạy. Mình phát hiện đầu tiên luôn. Cái nổ độc của cái kill 11x ấy. Còn cái kill 9x ấy, cái nổ độc của cái kill 9x, kill 8x chứ, cái kill 8x của ông á, cái nổ độc là đam nội công. Rất là mất dạy. Đó, tôi tăng tất cả vào nội công, tôi chỉ trả độc thôi. Trả độc. Auto sinh khí, mát hết sinh khí, ép đao vô, cầm đao băng sát đàng hoàng luôn. Ôi chết cha, nâng E chứ sao lại nâng Quy. Má nhầm rồi. I may fail, lo nhảm. But I won't quit. Đồ rất là cùi, mình hơi cái đao hoàng kim các kiểu mà. Mà giờ mà kẻ Võ Lâm nhiều ông trong đây đâu có biết đâu, kẻ cũng như không mà. Con này bữa giờ đâu có đè lan được, có giết người được, cứ đẩy lan thôi, đẩy lan cao lên. Không, tôi ham đâu biết con nào đâu. I care about these mortals. That's why I keep them out. Ây da, vậy mà không đam mất con rít. Vừa mới nói xong thì cái mồm thối. Are you following me? Every move I is another day we live. Executed. Nice team. Võ Lâm trước là cái game hút máu mà. You know nothing of loss. Everyone is doomed to repeat history. That's where I come in. An enemy has been slain. An ally has been slain. Double kill. Killing spree. Về đến nước mắt nữ thần sớm thì tới trước mắt. Chủ tim xanh vậy. I like my dragon narrowly averted. Võ Lâm hồi trước thì mấy ông nạp cũng đâu được bao nhiêu đâu, bởi vì cơ bản là đồ nó không có nhiều. Lúc mới ra cái đồ thì tiến thời, cái ra kim phong là cái bộ kim phong, thấy đồ kim phong là sướng vãi liền nữa luôn đấy. Ở đấy đồ đâu có sinh lực đâu, hồi ra giả tổ với kim phong cho mừng. Tell you what's on this scroll. Fine. Keep your distance. In an instant, all could be gone. Má, không thiếu đốt tới đó. Thiếu đốt tới là nó chết rồi.
Ôi thiêu đốt tới là nó chết queo ấy. Rồi luôn. Thiêu đốt tới là nó chết luôn rồi. Hay buồn. None are worthy of my task, even me. Đầu tiên mình xanh quá. Chán. Game lại nhạt nữa rồi. Chắc mình phải fit cho cái game nó cân bằng. Ah, Rune Terrence. So endearing. I don't have time for this. They know so little of the world they traverse. Quá thơm. Vẫn lên. Lên ăn. Bảy máu. Tôi điểm lắm. Tôi đợi nó hồi sinh, tôi cho nó cái thiêu đốt lại nó chết à. Forgotten the fire that forged this world. Unstoppable. Your team has destroyed a turret. Nó team này dễ thắng cũng chát. The scroll must be destroyed. They come for the scroll. Oh,
Vừa mới nhìn qua màn hình chat cái nó phóng lao mình giết luôn. Vừa mới nhìn qua màn hình chat xem chat gì cái nó cho mình cái giáo vào đầu chết luôn. The Y seat to contain power. Nó có hồi sinh mà nhỉ? Sao mình lại dạy dột như vậy? Nó có hồi sinh mà. Biết. Biết nó. Không có gì. Nó không có gì đâu. Mày đúng rồi, đập cái chích cục với con Nali đi. Cái cánh nó hút mình. Ed. Mày đấy. Trời ơi chán thế. Ủa na lên tôi ghét nó lắm rồi, tí tôi tóc biến nó lên tôi đi giết nó mới được. Bao ghét cái con này luôn. Hands off the rules. I remember when only one world weighed on my shoulder. An ally has been slain. Fire. An enemy has been slain.
chạy đi, kéo người ta chờ, kéo người ta trông. Má thốn thiệt chứ. Má thốn luôn. Hề. Fucking thốn. All this would be so much easier if I didn't give a damn. An enemy has been slain. Fast and lean. That's how I travel. The Y seat to contain power. Em có phạm hết cả tôi nè, mấy con rip là còn chui người mình. Trâu quá. Cho gái này lên cái đồ kia. Trâu quá. Busy saving the world. Leave now. One can only hold all this power for so long. Mẹ của bom thốn. Thốn phải đái. Mày chết cậu mày đi. Hỏi nó chọn hai quả bom chứ.
Đúng mình là đen. Má bom thốn quá, hai con bom trắng máu. Quá thốn. Hai con bom 877 ra. You know what I miss? Standing still. Your turret has been destroyed. Baron đi. An enemy has been slain. Chờ hả mày. Trust no one, especially. Láo nãy giờ ghét. Con Rally nãy giờ. Để cái tốc biến chỉ để giết nó thôi đấy. Ai ai thì nhìn thi này chơi nó sớt mà gà quá. Gì thì mày chơi nó sớt gáo đi vậy giờ này mà mới phạm có 600 mấy quỳ gan chém rồi chứ sao giờ gan gì mới gan mày đang xem trận tật lực kèo ngoạn ngục quá hôm qua có tao chưa bây giờ na sớt của ulti nó bá thì thôi nó gõ sấp mặt đấy loại mày thấy đâu thì đó nghe chưa rồi. Ôi, cái loại mày rồi cái loại qua quýt luôn hai chó nó xử.